Giờ là bấm quay thiệt. Chào mọi người đến với Anh Chiến Vlog. Yeah. Đây, mấy cô này. Mấy cô ở đây lâu chưa cô? Lâu ơi. Dạ, sao biết ở đây xuống hay cô có người giới thiệu đúng không? Dạ. Dạ. Ở đây yên tĩnh ha. Số ở ngoài 60 năm vô đây sống 20 năm. Vui vẻ. Bà sáng năm. Dạ. Thích ha. Cô mấy cô ở đây là miễn phí hay là có đem tiền không? Miễn phí. À, đó miễn phí nha mọi người. Đó. Dạ. Rất là rộng nha. Có đồ đẹp vậy ta? Ai cho đồ đẹp vậy? Ồ, sao mà con gậy tay vậy? Chơi hả? Không được chơi hư nha. Gậy tay hết trơn. Đây là nhà anh nha mọi người. Mọi người có suất cơm. Nhà anh rất là sạch. Bọn em giờ đi xuống viện dưỡng lão thăm những cụ già nha mọi người. Phát những phần quà đi theo luôn. Nào cùng Chiến và mọi người anh chị đi nha. Dạ. Yeah. Khu này rất là rộng hơn 1 hectare luôn á. Ờ, mát. Ở khu đây cũng thích nữa. Dạ. Yeah. Chút nữa còn. Dạ. Yeah. Mọi người chờ nha. Chút nữa là em quay đồ ăn với lại là mang đồ xuống dưới nữa mọi người. Đi tầm 400m á. Khu này rất là rộng. Đó, mấy em đang học á. Trong này thì có nuôi trẻ với lại dạy cho mấy chị biết học, biết đọc luôn. Phía dưới kia chị. Chút nữa ăn nha. Chị đi xuống đi. Đi thẳng luôn. Dạ, được đi học ở trong đây luôn hả anh? Rất là rộng luôn ha. Này cũng 2-3 hectare luôn á. Bây giờ mà thành phố mà Bắc thành phố mà nhiều vậy không? Rộng lắm luôn mọi người. Đó. Đi nãy giờ mà chưa tới á. Dài lắm. Xây rất là nhiều nhà luôn. Cho khu này là khu dưỡng lão mấy cô chú. Đúng rồi, trong đây mai mốt anh Thái xin chỗ. Em có xin chỗ. Hai em xuống. Cũng không biết được tương lai đâu hả? Đi xuống dưới. Đi xuống nữa. Rộng ghê luôn. Quẹo quẹo nha, theo cái đường đó. Quẹo cái này nặng nghe không? Chào mọi người nha. Dạ. Hôm nay đoàn mình đi tầm 20 người nha mọi người. À hơn 30 nha mọi người, em nói lộn á. Đây mấy chị xinh đẹp này đó. Hôm nay nấu tới 180 suất mà đi đông đó phụ chứ. Rộng. Mát ha. Đúng là ở trong này mát yên tĩnh. Số ở ngoài 60 năm vô đây sống 20 năm. Dạ. Không có thời gian đi với chị. Đi suốt à. Mấy cô đang nghe kinh. Đó tới rồi nha mọi người. Khu này là hơn 10 mấy dãy phong nhà luôn. Khu người già neo đơn nha mọi người. Cô chú anh chị nào mà chưa có nhà xuống đây đăng ký ở nha mọi người. Dạ. Chị có nhà rồi.
ai mà chồng bỏ chồng chê xuống đây nha mọi người. Tắt tăm không chị? Đây mình quay cho mọi người xem nha. Cái chỗ đấy có ai quét dọn không cô? Dạ không. À, mấy cô tự quét. Dạ. Cô đi xe lăn. Dạ. Tại mấy cô đi xe lăn cũng bình thường thôi. Còn con ở biên quê hả cô? Ủa, xeo re bên đó là người ấy mà hả? Ủa có cái khu Ủa có cái khu nào anh khu nào mà người quậy á? Tới nè. Đây nè, đang nhốt chung đó. Đi vô lấy đồ lấy. Đây là khu bị bệnh tâm thần. Đấy, nó bỏ quậy lên nữa. Thôi thôi. Ba nào. Dạ. Ê. Bắn đâu hết trơn. Hết nè. Ủa hôm bữa có cái anh nào mà mấy anh đi vô lọn đồ đâu rồi? Ở kia đâu kia, trời ơi quậy quá trời quậy. Ông nào đâu? Ông ngồi xe đẹp đó không? Không, nằm trong phòng á, nhốt lại rồi. Bữa anh vô, mới vô lấy đồ mà quậy. Im lặng. Tối còn vậy. Thôi được rồi, đi. Đi. Hôm bữa con vô lấy đồ á, bà quậy. Này cô này hả? Sao sống trong bóng tối vậy? Chút nữa có nha. Mình đi vô phòng đó mình lấy luôn. Mấy bà ở đây không ai dám vô luôn mà. Đây nha mọi người, ở khu đây nha mọi người. Em đi sau. Em cấp bằng công việc. Mấy cái phòng mới như vậy đúng không chị? Là một phòng. Một phòng như vậy là 120 triệu. À. Người ta bảo đảm cho mình sống tới già. À. Lo hậu sự luôn hả chị? À. Còn ăn uống. Dạ. 120 triệu là có một suất ở đây trọn đời. Dạ. Hậu sự luôn. Dạ dạ. Đó phòng này mọi người. Phòng cũng rộng á, để em quay cho mọi người xem á. Còn cái phía dưới là miễn phí. Kia lên quay Mạnh Thường Quân phát bánh ở trên kia. Ừ, có há đây kia, nhiều nhãn kia nè. Ngọt không? Ngọt. Chín chưa mà hái ta? Cảm ơn con nha. Quá cho nhãn mít kìa. Sao hả?
cho cô mượn cô chụp hình cái. Rồi rồi rồi, đứng vô, đứng vô chụp hình. Lại lại chụp hình với chú này. Chết rồi, chịu khó em giục đâu rồi ta. Nè. Quá trời luôn. Mát trong đây mát ghê á. Cầm nhiều nhiều. Đây đứng đây chị vô đâu mà thấy gì không? 1 2 3 về nha. 1 2 3. Yeah! Lại này. Yeah! Chào ơi, chào mọi người đi. Chào mọi người. Chào mọi người.